Xin chào anh em, mình lại giới thiệu cho anh em một cây guitar Nhật chất lượng và giá rất là rẻ nha anh em nha. Đây là một cây đàn Nhật nghệ nhân, chữ Hán tự và lại có mọc đỏ nha anh em nha. Có series gì 326, mình cũng không biết cái gì 326 nữa anh em. Rất lâu năm rồi anh em, cây đàn này mấy chục tuổi rồi nha, 5-60 tuổi là chuyện bình thường nha anh em nha. Chất lượng thì hoàn toàn là tốt hết, ngoại hình thì nó có hơi lướt xước và đã được xử lý rồi anh em. Lướt xước nhẹ gần cái chỉ viền đó anh em. Đây nó có cộng chỉ viền nè, nó hơi lướt xước và đã được xử lý rồi, đẹp nha anh em nha. Ngoại hình đàn thì ngon lành hết, chất lượng tốt, cần phím thì ngon, êm. Âm thanh thì rất là hay luôn anh em, đàn lâu năm mà âm nó vỡ tiếng là rất là hay nha. Giá thì rẻ thôi anh em. Một cái đàn nghệ nhân Nhật chất lượng như vậy thường anh em mua ở ngoài phải trên 2 triệu một cây nha. Ở đây mình bán chỉ có 1.200.000 thôi, 1.200.000. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình khá đẹp luôn anh em. Nè, tổng quan cái đàn ngoại hình anh em coi nè, mặt trước, mặt lưng sau nè, eo nè, hoàn toàn là ok hết nha. Tất nhiên một cái đàn cũ lâu năm thì vài vết xước lấm tấm nhỏ xíu thì chắc chắn là sẽ có rồi, ít lắm anh em, nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp đúng không anh em, nhìn tổng quan nó vẫn đẹp. Chỉ có 1.200.000 thôi, anh em mua về chơi rất là tốt nha. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn đây nha, mặt đàn khá đẹp nha, nó hơi lướt xước nhỏ nhỏ xíu xíu chấm này nè, không có gì hết. Còn chỗ xước này là mình đã xử lý lại đẹp rồi nha. Bề mặt rồi ok, cái tem của đàn anh em thấy không, chữ này là chữ Hán tự nha anh em nha, nó có mọc đóng ở bên hông nè, có mọc màu đỏ đỏ nè, thấy không, đó là những cái đàn rất là lâu năm rồi, dòng nghệ nhân đó nè. Cần phím thì ngon nha, cần phím thì ngon lành, ok hết, quá đẹp luôn. Lưng đàn nè khá đẹp nha anh em, lướt xước thôi nha anh em nha, không hư hại gì hết nha, nhẹ nhẹ thôi, còn lại là ngon lành, chất lượng thì rất là tốt luôn anh em. Rồi anh em coi cái action của đàn, dây số 1, dây số 1 này là thấp hơn chuẩn nè, dây 6 cũng vậy nha, rất là đẹp. Mình test cần phím cho anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào nha. Mình rải vài hợp âm, anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn nha. Rất là ấm anh em thấy không, ấm lắm. Âm hay nha anh em nha, âm hay, ngoại hình đẹp, chất lượng tốt, giá thì rất là rẻ nè, 1.200.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.